chào các bạn nha. Thì hôm nay mình trở lại làng bè câu cá các bạn. Cá ăn nè. Rồi ok. Dính rồi các bạn ơi. Em bỏ ý là 35.000 một làng chiều rồi. Báo cá kìa. Dính cá, dính cá. Có giật mà. Ơi, con nhớ cá rồi. Nhớ này đẹp đấy. Bên em đây vừa thiếu nước mà vừa không thấy nhiệt luôn này. Giật 3-4 phát á, dính đã nè. Con này về là chụp hình lên là được câu đến chiều à. Để lại. Con nhớ. Nó vụt ra luôn trời. Hên quá. Trời ơi, lên cá các bạn ơi. Cá chết đầu tiên. Bình tĩnh, nước còn đang lớn mà. Đây tới chiều còn lâu mà. Có chất nhỏ hai con chín hồng trên con thứ hai mọi người. Không cho chuồng chuồng đậu cái là dính liền rồi. Đấy chuồng chuồng đậu giật lại dính. Tâm linh thấy không? Liên hoàn móm mà buồn ngủ luôn này. Cá này là ở ngoài sâu mà nó không chịu vô nè.
về kiếm hai ba con nữa ra mới được. Đó hỏi em gu em không biết nữa. Lộn rồi. Dính rồi. Đời trời đợi nó giờ nè. Bởi không đợi. Ôi. Cái này fan mày lên luôn. Rồi vớt đi cho chắc. Wow. Lên cá. Ba con rồi. Cá ăn lại đó, chiều mát cá nó ăn lại. Lên cá các bạn. Con này con thứ ba này, con này cũng trọng trọng nè. Đây. Lên hàng các bạn, lên cá. Vô gió. Đây lưỡi câu nó mấy. Gì trời. Cá chép á. Cá chép khủng ở dưới đó. Cái này 4 mét nào, 5 mét rưỡi. Chiều rồi các bạn ơi, thôi mình kết thúc video ở đây các bạn ơi. Bây giờ mình báo cá cho các bạn xong rồi mình cuốn đồ mình về ha. Rồi, hôm nay mình được 3 con cá chép này thôi. Bắt cổ qua luôn. Cá này nhỏ quá, thả luôn đi. Con này to nè, lấy nè. Kết thúc đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong video khác ha. Thì thấy hay thì tặng cho mình một like, yêu thích mình thì đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.